Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món tương hột. Tương hột được chế biến thành nhiều món ăn ngon nè. Và để có một cái món tương hột ngon á, thì các bạn nên làm tương hột tại nhà nè. Thì mình có thể đảm bảo được độ an toàn vệ sinh thực phẩm, cái vị cũng vừa ăn hơn nữa. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 200g đậu nành. Và đậu nành á, thì mình vo cho thật là sạch rồi đổ nước vào mình ngâm qua một đêm để cho nó nở mềm ra như thế này nè. Khi mình nấu thì nó sẽ nhanh hơn đó. Và các bạn nhìn là những cái hạt đậu nành của mình nè. Cái hạt đậu nành khi mà nó nở ra nhìn rất là to luôn. Và lúc mà đậu nành mà mình chưa ngâm á, thì các bạn nên lựa những cái hạt mà bị lép nè. Rồi những hạt bị sâu á, thì mình sẽ loại bỏ đi. Mình chỉ lấy những hạt nào mà còn nguyên thôi. Nhìn những hạt đậu nè, rất là ngon luôn á. Và phần muối thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh và 5 muỗng canh gạo. Các bạn dùng gạo bình thường, ở nhà mình hay nấu cơm ăn đó. Và đây là đường thốt nốt, mình dùng khoảng 200g. Mình dùng đường thốt nốt đó, các bạn, để cho nó có cái màu vàng đẹp nè. Và cái mùi thơm nó cũng sẽ thơm hơn nữa. Nếu mà các bạn không có đường thốt nốt thì mình dùng đường cát bình thường nha. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ đi vo cái phần đậu nành này. Mình vo để mình loại bỏ đi cái phần vỏ bớt đi đó. Mình đổ đậu ra ngoài cái rổ như thế này. Rồi mình sẽ bóp như vậy này để cho cái phần vỏ nó tách ra. Đây các bạn thấy không, nó tách ra như thế này nè. Rồi cái phần đậu này thì mình đã lược bỏ bớt đi cái phần vỏ rồi đó các bạn. Nó vẫn còn một ít trong đây, mà mình ngồi mình lọc hết cái phần vỏ thì nó rất là lâu. Còn một vài vỏ thì không sao nhé các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đậu này đi nấu cho chín mềm. Mình cho đậu vào trong một cái nồi, sau đó mình sẽ đổ vào khoảng 2 lít nước. Phần đậu này khi nấu thì mình nên cho nhiều nước vào, để trong lúc mà mình nấu giữa chừng đó các bạn, mà đậu của mình nó chưa có chín mềm và nước thì nó rút hết rồi, lúc đó các bạn châm nước vào thì nó sẽ dễ bị sượng hạt đậu lắm. Rồi nếu mà có châm nước thì mình nên châm bằng nước sôi nha. Ở đây mình đổ nhiều nước luôn để khi mà mình nấu một lần thì nó sẽ chín luôn nha. Và cái phần đậu này thì mình sẽ nấu trong vòng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha các bạn. Nấu cho đến khi nào mà mình vớt hạt đậu lên mình ăn thử mình thấy nó mềm là được. Và trong thời gian mà mình nấu cái phần đậu nành bây giờ mình sẽ xắt cái phần đường thốt nốt này nha. Mình xắt nhỏ ra để khi mà mình nấu thì nó sẽ mau tan ra hơn. Và ở đây mình dùng thêm một củ gừng nhỏ khoảng 20g. Mình cho gừng vào các bạn để cho nó thơm hơn đó. Và phần gừng này thì mình sẽ xắt sợi. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái phần thính nha. Cho gạo vào trong một cái chảo, rồi sau đó mình sẽ rang gạo với lửa nhỏ. Và lúc rang thì mình sẽ rang đều tay như thế này để cho hạt gạo nó được vàng đều hết đó. Và phần gạo này thì mình sẽ rang khoảng 10 phút. Rang với lửa nhỏ để cho hạt gạo của mình nó chín từ từ. Còn nếu mà các bạn rang với lửa lớn quá thì nó sẽ bị cháy bên ngoài, và bên trong hạt gạo thì nó sẽ không có chín đó. Đây, phần gạo mình rang cho nó hơi vàng như vậy là được rồi nha. Không cần phải vàng quá đâu các bạn. Lúc này thì các bạn cũng có thể ăn thử đó. Gạo ăn rất là giòn luôn. Gạo này thì mình sẽ để cho thật là nguội rồi mình sẽ đem đi xay. Mình cho gạo vào trong một cái cối rồi mình xay cho nó thật là nhuyễn. Các bạn xay sao cho nó nhuyễn y như bột là được nhé. Gạo rang lên rồi mình xay như thế này người ta gọi là thính đấy. Và mùi thì rất là thơm luôn. Và phần thính của mình như vậy là xong rồi nha. Quay trở lại với cái nồi đậu của mình á các bạn, thì mình nấu cho nó chín mềm rồi nè.
Các bạn có thể lấy một hạt đậu rồi mình ăn thử nha. Đậu chín mềm nhưng mà không có bị nát nhừ. Bây giờ thì mình sẽ cho hết phần muối vào. Tiếp theo là mình sẽ cho đường hút nốt và gừng vào luôn. Mình cho phần muối, đường và gừng vào xong á thì mình sẽ nấu trong vòng 10 phút để cho nó thơm lên đó. Sau 10 phút thì mình sẽ cho cái phần thính xay nhuyễn vào. Lúc cho thính vào thì mình lại quên ấn máy quay rồi. Vừa mới cho thính vào thôi đó các bạn. Cho phần thính vào xong á thì mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy nhẹ như vậy. Và sau 10 phút mình nấu xong đó các bạn, thì các bạn thấy nè, cái nước nó hơi sền sệt như vậy. Và các bạn nhìn cái màu tương của mình nè, có một cái màu vàng hơi nâu nâu. Có nhiều người nấu á các bạn, người ta cho nước tương vào, nhưng mà cho như vậy thì nhìn cái màu của tương á, cái màu nó sẽ đậm hơn, nó sẽ không có đẹp như là màu như vậy. Và các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Mình nếm sao cho cái vị nó hơi đậm đà một chút, vị mặn mặn ngọt ngọt là được rồi. Mình nêm đậm đà mình mới có thể bảo quản được lâu nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp luôn. Phần tương này thì mình đổ ra ngoài tô rồi. Và mình để cho nó thật là nguội rồi mới cho vào trong cái hũ nha. Mình chuẩn bị một cái hũ thủy tinh và các bạn rửa cho thật là sạch rồi mình phơi ngoài nắng cho nó thật khô nha. Để khi mình cho tương vào mình ủ á, thì nó sẽ không có bị hư. Tương mình mới vừa làm ra xong đó các bạn, thì mình cũng có thể ăn liền. Nhưng mà để cho nó được ngon hơn thì các bạn nên ủ 10 ngày nha. Và cái cách mà mình ủ tương hột đó thì các bạn chỉ cần cho vào trong một cái hũ thủy tinh. Và mình đậy nắp kín lại. Sau đó các bạn đem ra ngoài nắng mình phơi nha. Ngày nào mình cũng phơi như vậy đó. Đậy nắp kín. Phơi trong vòng 10 ngày. Khi ăn thì nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Tại vì lúc đó những cái hạt đậu nành đó, nó lên men rồi. Mình ăn nó sẽ rất là thơm luôn. Bây giờ để mình nếm thử cái phần tương hột này nha. Tương hột này thì các bạn có thể ăn liền với lại cơm trắng nè, hoặc là mình có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nữa. Hạt đậu rất là mềm nha các bạn. Mềm nhưng mà các bạn thấy cái hạt đậu nó không có bị vỡ ra nè, nó không có bị nát nha. Nó vẫn còn giữ nguyên hạt đậu. Đậu ăn mềm nè, bùi bùi, béo béo. Kết hợp với lại cái phần nước á, thì nó rất là đậm đà, vị mặn mặn, ngọt ngọt nè. Và đặc biệt là rất là thơm cái mùi gừng luôn đó. Tương hột là một món gia vị nước chấm thường được sử dụng trong các bữa ăn của người Việt. Và cái loại tương này cũng có thể dùng để nấu các món mặn nè, rồi các món chay nữa. Rồi pha thành các loại nước chấm. Vừa đơn giản lại rất là ngon miệng nữa. Và tương hột mà đặc trưng đó các bạn, thì nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn nè. Hạt tương nó sẽ có màu đỏ nâu đẹp mắt. Và những hạt đậu thì nó vẫn còn nguyên không bị nát. Bây giờ thì các bạn thấy nó chỉ hơi nâu nâu thôi, nhưng mà mình phơi lâu á, nó lên men, nhìn cái màu nó sẽ rất là đẹp luôn. Và nó cực kỳ thơm nữa. Nhưng mà bây giờ mình ăn thì mình thấy nó vẫn rất là ngon luôn. Và tương hột này mình làm tại nhà thì mình không có dùng chất bảo quản nhé. Khi mà các bạn ủ xong thì mình đem cái hũ mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình có thể bảo quản rất là lâu để mình ăn đó các bạn. Khi nào mà các bạn lười nấu ăn thì mình có thể lấy tương hột ra rồi mình sơ chế lại rồi mình ăn nhé. Hoặc là các bạn không cần sơ chế, mình chỉ cần lấy ra rồi hâm cho nó hơi nóng nóng lại để ăn cho nó ngon miệng hơn đó.
Và hạt đậu nành thì mình ăn cũng rất là tốt nè và cũng rất là bổ nữa. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ đem cái hũ tương hộp ra ngoài nắng để mình phơi nha. Rồi mình cũng chúc cho các bạn làm thành công nè, rồi ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn có yêu thích cái món tương hộp của mình á, thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!